kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên phổ biến ít mưa, nên nhiệt độ giảm mạnh. Một số nơi ở vùng núi cao có nhiệt độ giảm xuống rất thấp như là tại Sìn Hồ là 6,4 độ, Ngân Sơn 4,4 độ, Ngân Bình 4,6 độ, Sapa 3,7 độ và tại Mẫu Sơn 3,5 độ. Còn tại Trùng Khánh thì nhiệt độ xuống mức là 2,8 độ, trời rét buốt. Đến 13 giờ trưa nay thì nhiệt độ trên toàn khu vực phổ biến ở mức là từ 16 cho đến 19 độ. Đồng thời độ ẩm không khí giảm khá nhanh, trời khá hanh khô. Khác với thời tiết khô hanh ở phía Bắc thì tại các tỉnh từ Quảng Bình cho đến khu vực Phú Yên, dưới tác động của đới gió đông bắc mạnh kết hợp với yếu tố địa hình nên có mưa, có nơi mưa vừa, nên nhiệt độ giảm. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên phổ biến là ít mưa, ngày trời nắng với nền nhiệt độ duy trì ở mức khá cao. Về tình hình thời tiết trên biển thì do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho đến khu vực Cà Mau, khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh lục địa có cường độ ổn định và xu hướng suy yếu dần. Vì vậy, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết khá khô hanh và phổ biến là không có mưa, nên nhiệt độ về đêm vẫn duy trì ở mức khá thấp từ 12 đến 15 độ. Một số nơi vùng núi có nhiệt độ xuống dưới 8 độ nên trời tiếp tục rét, một số nơi rét đậm, rét hại. Sang ngày mai thì lượng mây có xu hướng giảm dần về trưa khiến trời dần hứng nắng và nền nhiệt độ sẽ tăng lên đôi chút. Tuy nhiên thì nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Trong khi đó thì độ ẩm tiếp tục giảm khiến cảm giác khô hanh tăng lên. Đới gió đông bắc thổi tới các vùng ven biển Trung và khu vực Nam Trung Bộ có xu hướng giảm dần cường độ hoạt động nên mưa trên toàn khu vực cũng có chiều hướng giảm cả về diện và về lượng. Không còn có nhiều điểm có lượng mưa lớn như ngày hôm trước. Mưa tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc nên nhiệt độ ít thay đổi, phần phía Bắc trời tiếp tục rét. Trong khi đó thì thời tiết phổ biến ít mưa, ban ngày trời có nắng vẫn là nét đặc trưng tại các tỉnh từ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nên nhiệt độ trên toàn khu vực giảm nhẹ song vẫn duy trì ở mức cao. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên thì do nằm sâu trên độ cao khá lớn so với mực nước biển nên về đêm thì nền nhiệt giảm xuống khá thấp, phổ biến từ 16 đến 19 độ, trời rét và có sương mù nhẹ. Thưa quý vị, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần, do vậy các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa nên nhiệt độ tăng chậm, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Mưa tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Trung Bộ giảm dần nên nhiệt tăng nhẹ, các khu vực khác thời tiết ít thay đổi, ngày nắng. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi từ 7 cho đến 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi từ 5 đến 8 độ và nhiệt độ cao nhất tại đây là từ 18 đến 21 độ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, gió Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía Nam từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía Nam từ 24 cho đến 27 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!